không? Nó xà thấy vậy phải bị trói hoài vậy xà thấy chưa? Thấy không? Xà vậy quá trời quá đất mà. Đó. Cái tiêu tiểu đó này nè. Sư phụ đâu có rầy biết không? Cái tiêu tiểu tầm 7 tầm 3 sư phụ đó vậy đó. Nó thấy không? Tiêu tiểu vậy là sư phụ đâu có rầy. Thấy không con? Thì có sư phụ giận quá trời à, nuôi con sư phụ giận quá trời luôn à. Phụ bực mình, hết sức bực mình luôn á. Thấy không? Nó coi con quậy đó. Ăn đầy đủ quá mà quậy quá. Đó. Thấy sơ sơ chưa? Không có quậy chuyện nghe không? Đó. Ăn đầy đủ quá mà quậy quá. Thấy chưa? Đè lấy thịt đè người đó. Con quậy quá trời mà. Quậy quá mà. Bây giờ bắt đầu tính từ con nghe. Tính từ đứa nghe không? Quậy đi. Bây giờ bắt đầu sư phụ tính từ thằng nè, từ con nè. Thấy không? Từ con nè. Ở đây bây giờ ai trước? Đứa nào trước? Xe trước đi nghe không? Quậy quá mà con, xe trước đi nè. Con có ưa nó chút nào trơn sư phụ. Lấy thịt đè người sư phụ. Sư phụ trói nó đi.
trùng tối nữa là sinh sôi con vui lắm á các bạn ha.
quậy cái gì mà quậy giờ giờ hai. Cái cơn nó quậy quá. Nặng nước à. Con có số con ở dơ lắm biết không? Nên tôi muốn cho con cao sang mà con không có chịu cao sang. Ở dơ lắm, ở dơ, ở dơ. Ở dơ nè. Muốn cho cao sang không chịu cao sang. Biết không? Ở dơ quá đi. Đặng nước luôn. Đặng nước. Nhận nước đây, làm kẹt ta 7 món đi. Nhận nước làm kẹt ta 7 món đó biết không? Quá vậy à. Mày nói là phải tao 7 món rồi. Nghe không? Nói là phải tao 7 món không? Nó là nịnh vậy đó, nịnh vậy đó, nịnh 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 đó, nghe không? Thế tao làm kẹt tao 7 món nghe không? Nghe không? Nghe không? Ui! Nó không bao giờ em được thấy bà xin chơi không? Anh chơi không? Làm gì được yên hả? Con không có yên gì hết trơn á. Để đứng yên nè. Con thì con quậy quá trời. Vậy nó ta trói rửa đó, rửa miệng, súc miệng. Áo ra súc miệng đàng hoàng, cào lưỡi. Vậy có xe ta đứng ta rỉa lông cả thấy chưa? Thấy chưa? Kìa. Thấy xe xe nó đứng ta rỉa lông kìa, đẹp không? Con quậy. Đó, lấy thịt đè người. Đó, cái trời vậy đó. Đó, hai đứa con vậy đó. Quay quá chứ bố ơi. Quay quá. Ôi xạ quậy quá con. Đây nè. Con không có chỗ từ mà nè. Đây. Cho nó hôn đi con. Cho nó liếm con đi xe. Đây cho nó liếm đi nghe kệ đấy con. Nó liếm mà, kệ nó. Kệ nó, kem nó liếm, nó khen. Nó liếm đi, liếm chị đi.
Nếu chị mà đừng có đè, chị đau mà đè, chị chịu với quạo biết không? Nếu đau liếm thôi chứ đừng có đè biết không? Quỷ quá, thế quỷ quá thế chứ, quỷ quá thế chứ. Lấy giày trói lại nè, lấy giày trói lại nè, lấy giày trói lại. Người ta bảy món nè, nè, người ta bảy món nè, ta bảy món. Cái cuộc đất không hoài, cho bài. Mày quá. Anh đi chơi. Mày hiểu không? Đi chơi kìa đó. Cái chùa đi tắm nha. Hai con tắm rồi, tới sư phụ tắm nha. Nghe không? Lì quá, lì quá. Lì quá tắm sạch sẽ rồi đó. Lì quá. Đó. Cái gì mà lấy xịt đèn người hoài vậy ta? Nó quay gì á sư phụ? Nó quay gì con ghét quá sư phụ. Nó liếm thì nó cứ liếm mà nó có đè con không. Nó đè con ha. Ghét quá sư phụ. Ghét quá. Liếm thì con cho nó liếm mà nó đè con quay. Con mệt quá sư phụ ơi. Con mệt quá, nó quậy quá. Nó liếm thì nó liếm mà nó có đèn thôi. Thôi đi lên lên ngủ đi. Đi ra sau ngủ đi. Tao lấy cây tao đập nè. Tao tin không? Tin không? Ê xà tin thì đập không? Nè nè, tôi đá một đá nè, nè, đá cái cục ốc nè, nè, tôi đã không sợ nữa trời, không sợ nữa, lấy cây đập mới được, cái sư phụ lấy cây sư phụ đập nó sẽ nghe, bây giờ nó chung vô cái cửa này hết lọt rồi con ơi, nó chung, đó, nó quậy vậy đó mà, chung vô cửa hết lọt rồi sư ơi, nó lớn rồi. Bây giờ đi kiếm ra chiếc dép ra sư phụ đây. Đi kiếm ra chiếc dép bây giờ tôi không trói nữa. Đi đi, chiếc dép Hà đi đâu? Hà đi đâu? Hả? Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè, thấy cái gì chưa? Thấy cái gì chưa? Đi. Đi ra sao? Thấy gì chưa? Đi ra sao? Lẹ lẹ. Thấy gì chưa? Quậy quá. Quậy quá trời quá đó. Cũng vui thôi kệ. Không bạn ai bạn mấy con chó cũng vui. Thôi ôi đậu bắp ngày nào cũng có trái nè. Quý vị thấy không, mới hái hôm qua 10 trái nè, có nữa rồi nè. Đó. Trồng vài cây mà có ăn thấy không? Thấy chưa? Ngày nào cũng hái 10 trái rồi đó.
ghê đó. Cái mai có nữa nè, lẹ lắm. Năm nay tôi ăn rau quá trời luôn. Năm nay tôi ăn rau nhiều lắm đó đại chúng ơi. Có thể sức khỏe nó tốt đó. Bây giờ chuẩn bị mùa thu rồi, cây cối nó chuẩn bị nó ngã màu rồi. Ớt mới hái ngày hôm kia, bữa nay đỏ nữa rồi nè, thấy không? Đó, thấy ham không? Ớt của người nghèo đó, thấy chưa? Mới hái ngày hôm kia nó đỏ nữa rồi, đã luôn. Niềm vui của tôi mà, nè, thấy chưa? Nó mau lắm, tới chừng nó chín mau dữ lắm, thấy không? Nó hái giờ đỏ nữa rồi nè. Chín nó chín mau lắm quý vị ơi. Niềm vui của tôi, niềm vui của tôi ơi. Ta dạy ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người ở chốn lao sao đó. Nó thấy chưa? Niềm vui tôi sáng ra giờ mấy cái hoa, mấy cái bông, mấy cái hoa, mấy cái quệ trắng nè, chuẩn bị ra bông nè. Mùa thu là quệ trắng ra bông thơm lắm. Nó trối đi, ta trối cho con biết, con hai đôi dép của ta, chiếc dép ta ở đâu? Hai dép đâu, còn chiếc sao mà mang? Quậy quá mà. Ở với cây chuối này cho nó mát, thấy không? Trưa vô cây chuối nó ngủ nghe không? Cái số con cho cỡ cao sang cũng không được nữa. Cho vô nhà thì đáy bậy, cho nên đâu có cho vô được, số không có ở cao sang được. Thấy không? Đó. Nó xả lên quá trời luôn. Cái này có gì thấy ớt không? Thấy ham không? Đó. Mới hái ngày hôm kia mà. Mai là tới ngày hái ớt rồi đó. Ngày hái ngày nghỉ. Nay cắt quế. Nay cắt quế xong rồi. Cắt quế tưới tẩm hết trơn nè, thấy không? Ôi, mệt lắm cái gì nhưng mà vui. Khổ qua ngày nào cũng hái, hái mấy ký gì đó. Ngồi hỏi vậy chứ ngày mai là nó bự rồi nghe. Vậy chứ ngày mai là nó bự ra, thấy chưa? Lẹ lắm quý vị ơi. Khi mà nó có trái nó lẹ dữ lắm. Đó là niềm vui của bần tăng đó. Của bần đạo đó. Nó năm nay tôi ăn rau cần cua nè, rau đắng nè, nó ăn quá trời hết, tôi cắt tôi ăn đó. Ăn vậy mà có sức khỏe tốt trị bệnh luôn. Đây nè, đó thấy chưa, không thấy mà nó lũi lũi trên này nè, thấy các gì thấy không? Đó, cái này mai hái nữa rồi, sáng hái rồi đó. Dạ này thấy chưa, quá trời không đó. Bây giờ cái mai cái có nữa đó, thấy không? Nó lũ lũ trên này là nhiều lắm. Thế nào thấy chưa đó. Vậy cái mai hái nữa đó. Cũng vui. Trồng mà thấy cây có nó xanh tươi vui lắm. Mệt quá. Sáng làm từ 5:30 tới giờ rồi đấy nghe. Rồi hết giờ rồi, giờ đi vô nấu nước pha trà nghỉ ngơi. Nó ngoài nó la, trời la nhiêu đó, la đi con, la nhiêu la đi con. Nè coi nè, ăn một rổ rau ngày hôm qua, ăn chưa dẹp thế nào. Nè sáng thấy không, cái gì thấy ngày kiếm mấy chục đồng đi chơi không nè. Sáng á là sách làm hai túm rau là liền, thấy chưa nè. Nói cái sách cái chén thấy khổ qua không, sáng là thấy nhiêu khổ qua đây nè, nhiêu quế đây nè, đang ngày cắt quế mà đó, thấy chưa. Nói cái sách cái chén đàng hoàng thấy không đó. Sáng vậy là cắt khổ qua với quế đó, khổ qua quá trời trái luôn. Mới hái ngày hôm qua cũng túi vậy, đến nay cũng túi vậy nữa đó.
Vui thì vui, vui. Đó. Quế cắt lặt sẵn luôn cho người ta luôn á. Đó. Đó là ngày nay quế cái mai nghỉ. Mai hái hái ớt. Cây mốt cây hái hái quế trở lại nữa. Ngày này ngày kia, ngày ớt, ngày quế, ngày bồng tơi. Đó ngày khổ qua, đó các gì thấy không? Khổ qua thì dường như mỗi ngày luôn nha. Thôi kệ, cũng là niềm vui. Niềm vui của tôi. Thôi giờ tôi đi tắm thôi giờ. Mệt quá rồi. Làm từ hồi 5 giờ mấy tới giờ rồi. Đó, sáng là phải dậy làm sớm. Làm sớm giờ nóng cái mình nghỉ. Nghỉ cái chiều mát mát ra mình làm nữa vậy đó. Nè các vị thấy không? Tôi trồng cái lưỡi hùng nè. Đó, bỏ trong nhà nó tốt. Cái nhà vậy mà tôi thở được đó quý vị à. Đó. Thấy không? Ngày. Sống cho qua ngày trời qua đời. Nói cho người tu thì thôi niềm vui vậy thôi. Qua cái cơn vĩ cực thì cho một chút thế lai vậy đó. Cảm ơn hết quý vị nghe. Nói chứ tôi chọc cái gì lỡ lời đừng quan hỷ cho tôi nghe. Nhiều khi nói thì cũng không để ý phải không. Mô Phật thôi. Các huynh đệ mà nay nó đi làm nghe. Tôi coi như xong buổi sáng rồi đã nghe.